Thế nè, đừng có xưng bằng con, xưng bằng con tự nhiên thấy anh già lắm. Nó kêu, kêu bằng anh như chị đi. Được không? Đồng ý. Dạ, dạ được. Rồi, hai con, tao không. Thì cô em mới lại ngồi gần, lúc đó chơi với bạn bè á. Em thắng lớn quá, em mừng. Em nhảy qua em ôm của em hôn. Quay qua tán cái tỉnh ngủ luôn, thức tới sáng. Rồi. Tán cái tỉnh ngủ luôn hả? Trời, tôi mừng quá bạn ơi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Con tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, hôm nay con 23 tuổi, con làm nội trợ. Con tên là Võ Thanh Tông, con đang làm nhân viên kỹ thuật, hôm nay con 23 tuổi. Nói nghe nè, đừng có xưng bằng con tự nhiên thấy anh già lắm. Nó kêu, kêu bằng anh như chị đi, được không? Đồng ý. Dạ, dạ được. Rồi, hai con, tao không. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là mùng 2 Tết, ông anh mới rủ là đi nhậu với ông anh. Thì nó lại mới gặp là chị ruột của ấy đang ngồi nhậu. Thì chị ruột của em mới rủ, thôi giờ em về nhà anh chơi. Thì qua nhà ngồi chơi thì thấy hai chị em đi về, kêu giỡn, hai đứa em của chị dễ thương quá nha, làm mai cho em đi. Chị hai mới nói không biết hai đứa em muốn lựa đứa nào mà lựa. Nói sao chị dễ vậy, em lựa hai đứa. Khi mà ngồi chơi vậy thì cô ấy mới lại ngồi gần, lúc đó chơi với bạn bè á. Em thắng lớn quá, em mừng. Em nhảy qua em ôm của em hôn. Quay qua tán cái tỉnh ngủ luôn, thức tới sáng. Rồi. Tán cái tỉnh ngủ luôn hả? Thì tại vì mới quen lần đầu tiên mà ảnh ôm em thì em tán liền. Phản xạ vô điều kiện vậy đó. Nếu như bây giờ mà kêu tán lại, em dám cho để tán không? Vậy là em phải làm hồng lại đúng như rồi, vậy. Đúng rồi. Trời, tôi mừng quá bạn ơi. Lúc đó chị hai mới kích em, chị hai nói là bây giờ mày cua nó đi, mày cua nó được thì tao sẽ dắt mày đi ăn lẩu. Thì mình mê cái nồi lẩu chứ mình đâu có mê ảnh. Cũng vì nồi lẩu mình xin số điện thoại. Thì tối ngày hôm sau điện thoại rủ đi chơi. Chở đi 3 lần vậy là hết được chở rồi. Tại bị gia đình phát hiện cấm không cho quen. Ba mẹ thì lúc đó khó lắm, không có cho quen bạn trai. Thì nhờ con nhỏ em thì hai chị em đi chơi chung. Em thì em đi chơi với anh này, còn nó thì nó đi chơi với gậy của nó. Nó đi chơi gậy nó thì ngày đó đó, hai đứa đang đi chơi thì nó mới giận bồn nó. Nó bỏ nó đi về. Về tới nhà ba em mới gặn hỏi hoài. Thì nó phải khai thiệt tại vì ba em khó mà dữ lắm. Thì về thì bị quýnh một trận rồi không có ra khỏi nhà. Cắt liên lạc thì ông nào cũng bò qua tới nhà luôn. Đi anh đi xe, đi xe. Đi xe. Đi xe. Đi vô là gặp bác trai đang ngồi uống trà coi đá banh. Bác gái thì ngồi đó gót trà và ổng là biết là ổng cũng có quy trong gia đình. Đi vô thưa hai bác, không nghe nói gì hết. Thưa hai bác cũng không trả lời. Nói thưa hai bác, ừ. Lần thứ ba mới ừ, xong quay lên coi đá banh tiếp. Ổng coi xong đá banh rồi mới nói chuyện mình. Tên gì, quen với bé chị được bao lâu, rồi đi làm gì. Em thiệt tình, em trả lời con tên Tâm, quen với chị được 3 ngày. Ở nhà chơi game, con không có làm gì hết á. Khi nghe vậy á, bác trai không nói hết trơn, đặt cái ly xuống, rót cho em ly trà, nói con uống đi, uống xong, nói thôi con về đi. Em mới hỏi vậy là làm sao bác? Mày suy nghĩ thử coi, mày quen nó, nhà mày đất nhiều không, hỏi chi bác, để ở không cạp ăn. Bác duyên dáng quá vậy nữa. Bác duyên dáng Việt Nam luôn. Rồi sao? Vậy là nói nhà con không có đất. Rồi nói vậy thôi, bác nói nhiêu đó nãy giờ mày chưa hiểu. Nói bác nói rõ ràng cho con hiểu. Con dốt lắm. Tôi cũng nghĩ là để giỡn thôi. Ổng mới nói thôi giờ bác nói rõ ràng, con không có làm gì ra tiền mà suốt ngày con chỉ chơi game vậy, rồi quen với chị, rồi quen rồi thời gian, rồi cưới về, rồi làm gì ăn. Lúc đó không dám trả lời gì nữa hết, thôi lặng lẽ đi về. Cô ấy nói là giờ thôi để em đi xin việc làm cho anh đi làm. Xin cái gì? Bên công ty dài á, thì anh đi làm em phải đi canh.
cứ trốn mà đi chơi game không à, làm 3 ngày thì nghỉ 4 ngày. Tội nghiệp vợ em lắm, sáng nào đi canh em đi làm. Sao nữa? Thì vẫn cứ trốn anh chơi game hoài. Nói nữa mà 4 tháng sau bị đuổi luôn. Chuyện quen hai đứa cũng vẫn còn lén lút, nên trước cái ngày bị đuổi á, tranh thủ chạy qua nói bà bây giờ có hai đứa con muốn đám cưới. Tại vì nếu mà giờ đùng ra mà em mà bị đuổi ông đâu cho đám cưới. Em phải tranh thủ làm liền. Làm em ở đó chứ. Là chạy về nhà nói với ba mẹ nói mày nói chơi nói thiệt. Nói thiệt hả, hỏi mấy lần thì cứ đi. Rồi lúc đó là gia đình bên vợ có chịu không? Đồng ý, tại vì là qua nói dốc. Gạt là con đi làm. Dạ rồi. Mặc áo công ty mà. Mặc áo công ty đàng hoàng, đeo đảng tên đi vô bác con qua chơi. Cái ổng gặp nói nào vậy, cái nói con Tâm bác ơi. Bây giờ thời gian con cũng giấu bác, con cũng quen với Hồng vậy đó. Rồi giờ bác cho hai con tiến tới hôn nhân luôn. Hai bác mới kêu muốn gì thì kêu ba mẹ con qua đây nói chuyện. Trước khi hai đứa tính là em phải bắt ảnh làm cái bản cam kết, phải hứa là phải đi làm mới cưới. Nhưng mà sau khi đám cưới thì là bao lâu thì em bị đuổi? Trong thời gian đó là bị đuổi. Nói chung là dán nó đóng thuyền rồi anh ơi, chẳng lẽ đuổi em về. Bao lâu thì ba mẹ vợ em là biết em bị đuổi? Chắc giờ lên chương trình mới biết. Giờ lên chương trình. Ủa bây giờ chưa biết luôn à? Lộ bí mật rồi. Tức là bây giờ còn đi làm không? Sao đám cưới là em phải đi xin việc làm chẳng? Trong khi mà viết tờ cam kết là bắt đầu đi làm từ đó đến nay luôn. Mà giờ mê làm hay còn mê game? Không, bây giờ bỏ game rồi. Mê coi siêu nhân. Siêu nhân cao, siêu nhân cuồng phong hay là... Không nhận em yêu thích những nhân vật mà nó như trưởng thành ghê. Vậy là con được mấy tuổi? Dạ 1 tuổi. Nó có mê siêu nhân giống hai cha con? Cũng không lại vợ em đâu. Là sao? Hai miệng mà cãi không lại miệng mà. Đầu đĩa mở lên, con với ba nằm coi. Vợ về cầm remote 47, 36 là phim Việt Nam không? Con quay qua khóc. Khóc quá trời khóc, nói coi siêu nhân giờ nào con được. Phim này lâu lâu mới chiếu một lần. Lâu lâu chiếu một lần mà thuộc lời. Tập chắc coi 4 lần. Tới ngày này là hai bạn là ở đâu? Cưới thì ở bên vợ. Rồi cưới được khoảng 1 năm là về bên lại bên em ở. Em ở bên nhà vợ 1 năm. Anh hỏi nha, nhà bên vợ em á thì có bé chị với em, có bao giờ em lộn bé em thành bé chị không? Chừng ngồi dưới cười. Chừng ngồi dưới cười. Không mà thiệt. Bé em mặc đồ của vợ em nằm trên giọng. Nghĩa là lộn và xộn luôn đúng không? Em chạy thẳng lại cái giọng. Em lôi cái người của bé em ra nè. Em ôm lại nè. Em nói vợ anh về rồi. Giật mình nhìn lại bé em rồi em bỏ chạy ra vô phòng em nằm luôn. Rồi 1 tháng trời em không dám nhìn mặt em của em, vợ của em. Về kể cho vợ nghe. Vợ không biết suy nghĩ sao chứ chọc quê em cả tháng nè. Nhưng mà bé em nó có phản xạ nhanh như là bé chị. Dạ không, im lặng chắc nghĩ là anh ghế lỡ, anh ghế lỡ, lỡ nhầm. Cái bé em hiền hơn bé chị đúng không? Không, bé em dữ hơn bé chị. Các bạn sau khi lấy về rồi có thấy sự khác biệt gì ở vợ mình không? Dạ có nhiều lắm. Lúc mà quen á thì hiền quá. Mà qua ở bên vợ là ngày nào cũng ăn hiếp. Nói là bắt em phải nghe, em không nghe là giận nè, tự tử. Giác công viên bị nhiễm hay sao biết, mà hung dữ dữ lắm. Không có đường nào mà cãi lại chân, nói tiếng là cãi tiếng. Mình suy nghĩ mình cũng ở bên vợ mà giờ lớn tiếng cũng đâu được, nên đành nhịn luôn tới giờ. Rồi thành quen. Rồi bây giờ về bên em cũng vẫn vậy luôn. Tội nghiệp quá. Trời ơi, rồi lúc mà hai chồng lấy nhau, chồng có say nắng ai không? Dạ, như lúc đó em đẻ em bé được 5 tháng, quen được nhỏ bán quán cà phê. Về, nói là anh nằm mơ, anh thấy anh quen nhỏ đó, nó tên Hương. Thì em cứ nghĩ là nằm mơ không mà, thiệt ra là có. Vì em đi uống cà phê thì thực chất nhìn có thấy con bé nó cũng dễ thương, mà nói ra dễ thương vợ em. Xa lắm với không tới. Nói chuyện vậy thì cũng giận cọc cằn. Cảm giác lúc đó cũng buồn đó. Cũng quen. Tới thời gian đó có ông anh, ông mới điện lên, ông nói tao với chị hai mình mới ly dị. Rồi hỏi giờ cháu nó sống sao, nói giờ nó sống với bà nội nó. Lúc đó mới suy nghĩ, nói giờ lỡ mà đổ vỡ ra, hai chồng ly dị ra rồi con mình nữa. Tính là nói thiệt mà không dám nói thẳng. Nói mẹ mẹ, không chịu động não. Trên đường thì hôm đó đi mua sữa về cho bé, có cái tin nhắn nói là em nhớ anh quá. Giờ em coi mới đùng lên là về là ghen. Vậy anh chửi em, anh quen nó anh cho tôi biết. Tôi cho biết rồi, ta không chịu đi. Rồi lúc đó em sao? Tự mình chọn thì tự mình chịu. Tức quá thì chửi ông đó.
bây giờ anh đâu có quen nữa. Anh tự anh bẻ cái sim của ảnh. Thời gian sau thì không có cái vụ đó nữa. Mà qua khác là nhậu. Đến nữa mà con nằm bệnh viện, gọi đi, cứ việc đi, bỏ luôn. Có lần nào mà em bị vợ em tìm đến bàn nhậu? Dạ có, trận đó là trận chiến lịch sử luôn á. Đánh lớn lắm á. Có lộn với bạn nhậu hả? Không, thì em đang ngồi nhậu với ông anh. Thì lại nhậu với cái quán là của bạn của vợ em. Vợ điện thì không dám bắt máy, tại vì bắt máy lên vợ chửi anh nghe quê. Cái con bé ở quán nó thấy, nó nói sao vợ anh điện anh không chịu về. Không biết ai xui khiến chị ra, chị lấy điện thoại điện vợ em qua. Chị vô là cầm nguyên cái bàn của em nè, lật lên rượu chàng gì nó bay vô mình, anh em của em mà. Thôi anh ơi về, giờ đang nóng rồi, để mai nói chuyện. Tại vì lúc đó nóng quá, con thì bệnh mà điện hoài không muốn nghe máy. Thì con nhỏ bạn điện, chồng mày đang ngồi bên đây nè, anh tức quá em đi lệ, em không biết làm gì, em hất lên. Rồi em bỏ anh đi về, đêm nằm mình suy nghĩ xem mình làm gì cũng quá chớn. Qua ngày hôm sau em điện thoại em xin lỗi anh của ảnh. Cú đó là Tâm quá hay luôn, cái lúc đó mà Tâm mà lên cơn điên lên nữa là... Cú cái chèm em luôn. Rồi bây giờ là em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bạn bè gọi tới, đừng có bỏ đi nữa. Có nghĩa là vợ con là số 1. Tâm thay đổi được không? Dạ. Rất nhiều tấm gương sống sáng để cho mình soi á, khi mà vui, khi mà khỏe mạnh á, bạn bè là trên hết. Dạ, đúng. Mà khi mà gặp chuyện gì xảy ra có mình con vợ mình kế bên, không có ai hết trơn. Cái lúc mà mình bệnh, mình đau hay là mình đi nhậu, mình có chuyện gì á, đúng không? Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Đừng ăn hiếp em nữa hả? Không hiếp phải chết, không được. Bây giờ vậy đi, hai vợ chồng gì nè, lo cho con cái xong xuôi rồi đứa chơi bia ngồi nhậu coi phim truyện Việt Nam. Dạ. Rồi không một tiếng coi hết cái bộ phim chuyển qua chơi siêu nhân, đúng không? Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Dạ được. Quyết định vậy đi. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Trời đất ơi cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này em cưng, cưng vợ quá lo vậy. Lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ em đến từ miền Tây, em đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời An Giang vậy đó. Ừ. Đồng hương đồng của hương. Anh. Mời em tới em. Dạ xin kính chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Đỗ Văn Thanh Trâm. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực cục tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống việc. Cùng làm, cùng làm, cùng làm, ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân. Cùng sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân, đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em, nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng, như em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, chứ cái trắng chó ở phía trước không có thích. Và thứ hai nữa là đen đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn. Dạ không thèm. Không biết là sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em, nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó, thì trong đó có vợ em, thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa, thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó. Nhưng mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn, đúng không? Nhìn là hợp liền, đúng là không? Ấn tượng đẹp về vợ, đúng không? Cũng suy nghĩ trong lòng đó, chắc cũng khó cua lắm mà. Rồi sao rồi em cua sao? Để cua được vợ á thì cũng nhắn tin rồi mời. Giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi, xong bên cạnh hết cái chương trình đó tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ, bên công ty của tôi á nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không, tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới đi không? Đi không vợ đi.
Rồi xong rồi cái việc đó đó mới biết là vợ thích cái gì, vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Đấy đấy, tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tụi nó ghê lắm luôn á. Ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng, bé xíu vậy. Mà sao mình cũng em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình chăm coi nó bông nó ra sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm để ngay cửa sổ. Tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn mà cái bông tí xíu à xấu ơi là xấu lại càng ghét thiệt là ghét thêm lại ghét nữa rồi rồi cái từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý cũng không có cay quá nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan thì có ra bông không từ dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quá nữa không không cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên thích nhất rồi thì bao lâu để em mới để ý lại anh này. Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại trơn á. Nghĩa là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu, tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ, mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa không lẽ mình chảnh quá, hôm nay em nghĩ nhắn tin cho mình người ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó rồi giận đổi số luôn chứ đâu ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác về tối anh bị tai nạn giao thông cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác chơi trên nhà máy hạt giống nó cũng tối rồi đi xa cái mình đuối sức á buồn ngủ thì em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Rồi em bị đứt lưỡi. Cái viên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghĩ nói chuyện mình cái tầng đấy. Rồi em lúc đó là giờ. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc này không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số gậy tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi mày kiếm con gậy mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt mới tìm ra nó rồi có nè gửi qua từ đó mới cho vợ hay rồi tôi đi công tác công việc gì đó rồi cái tôi bị tai nạn là khi... lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em nói giờ đặc thù cái công việc của anh á làm cho tập đoàn mặt trời đó thì nó xa nhà ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi thì anh có ý định là sẽ cưới em nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em. Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay không. Ủa, quyết định liền. Lại bao lâu thì em mới đồng ý chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ông có một lần ông hôn mà có điều á ông giả bộ chỉ mình kia xong ông hôn rồi xong ông chạy đi hỏi sao chạy đi vậy chạy đi đang chạy vô không nữa vậy là khôn quá trời vậy chứ là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hôn má thôi đó mà chạy liền mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu, nó tới cái tai tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới tại anh thợ chụp hình á anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn là do ông thợ chụp hình đó. Ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Ôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi là lúc đó hết khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới này là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa em nghĩ là em chưa có sanh mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó
cái bắt đầu tối em ngủ tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái alo ba hả, ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm em lúc đó là em đang ngủ mê hay sao? Mớ đó. À, em thì lúc đó em đi làm do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật, rồi trao đổi đồng ruộng, rồi chiều dài giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó. Đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ. Cái em cũng nghe, em nghe em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loài tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dập chùm ra đi. Đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi, cho nên nó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện gọi hỏi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm những này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn giặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, không ông đi lãng làm mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy, ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì. Alo, nãy thấy đi đâu á, ai chở phải không? Đi với ai? Mà trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón đầu. Tính em thì hay chọc dở lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi, ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em chọc nên gọi điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy khó nghĩ chịu, nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng, mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không, nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em, vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. À. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng, thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa theo đúng cái chuẩn của mình chứ không phải là cổ nấu ăn dở. Dạ. Gì nữa nè? Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt. Còn em thì đi làm hàng ngày rồi, tới những cái việc đó thì em như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài em lo hết. Để anh lo. Dạ. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn, mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá, vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong, rồi chiều về là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, giăng nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ, còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình nó kham như thế nào là nổi. Được không? Đó, đại khái là như vậy thôi, tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chắc chắn không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. 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 Madame. Madame. Enchanté. Monsieur.
Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame, là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan. Con 34 tuổi. Đình Hải Phan, tức là Phan Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mọi người tôi hiểu? Dạ. À, giờ mà em. Con là Đỗ Thị Nguyễn Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ, lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Dạ. Như vậy. Ô chị, vậy là 10 năm rồi. Đúng rồi. Gần 10 năm. Dạ. À. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Ừ. Xong rồi năm sau con không biết gặp nữa. Như vậy. Lúc đó là con 23, anh này 24 đó. Dạ. Là tụi con lúc đó là Hải, đúng không? Dạ, Đình Hải. Hải còn vẫn đang ở bên kia đúng không? Dạ. Rồi là Hải kết bạn với bạn này. Nhìn qua Facebook rồi kết bạn bạn này, lý do tại sao? Thấy bạn này đẹp hay là bạn này dễ thương hay như hôm nào nay, hôm nay kết bạn trước con hay anh vợ kết con trước không nhớ. Bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Rồi chắc ố, nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Có phải là hay là Đình Hải đi thả thính tùm lum á, gặp cô nào đẹp cũng kết bạn hết? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam, muốn cái bạn đi làm bạn á. À. Sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, dạ. Có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình dạ, có dạ. thể là có bạn bè mình đúng đi rồi. Chơi. Ừ. Rồi để bạn chỉ cho mình Việt Nam như thế nào, dắt mình đi chơi đúng không? Dạ. Ừ. Trời ơi, sao mà hãy khôn quá à. Đúng, mấy xinh thật là xinh. Bây giờ xinh nghe, còn 10 năm trước mình xinh cỡ nào nữa. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Thực ra con cũng mê làm nữa, tại vì lúc đó con phải lo cho em ở Sài Gòn, con phải vừa đi làm nữa, thì lúc đó thì rất là bận rộn luôn đó. Con không còn thời gian mà để con suy nghĩ, con quen ai khác nữa đó, chỉ mình chung tình đó. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi, nhưng mà con không có gặp được á, nghĩa không muốn gặp á. Xong rồi một thời gian sau đó, mà còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi đó, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ngoài đời thì sao? Dạ, thấy con ấn tượng như về ảnh không? To cao lắm, mà con thì nhỏ xíu. To cao mà nói chuyện lớn mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống vừa thôi. Kiểu nói tóc té xuống. Rồi nước nó té xuống. Là tóc, tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Dùng từ sai á. Dạ, nước thì kêu nước té xuống. Dạ. Cái lúc mà tụi con kết bạn Facebook, tụi con nói chuyện thì nói bằng tiếng Việt à? Dạ. Hay là nói bằng tiếng Pháp? Dạ, tại con biết giỏi hơn nói chuyện á. Biết không bỏ dấu. Dạ. Vậy đó hả? Rồi con phải phán đoán đúng không? Dạ, biết không bỏ dấu. Ra Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, cũng có. Thấy thấy cô này với trên hình thì sao? Thấy cũng giống. Không giống à? Giống. Nhưng mà con thích cô này liền không? Thấy cô này xinh không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chứ. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Rồi giờ chú hỏi thiệt nè. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Một hai cô thôi. Dạ, một đó. Hai cô với cô này nữa, ba cô là dạ. chết rồi. Dạ. Là con về thời gian được bao lâu? Khoảng một tháng. Một tháng mà gặp hơi ba cô là coi như là con quá trời giỏi rồi đó. Mà chắc dạ. là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ, dạ. Mà hai cô kia gặp là cũng là tìm hiểu. Gặp như vậy thôi, bằng để đi uống cà phê thôi, nói chuyện. Rồi sau đó gặp cô này
là bắt đầu thấy có cảm tình với cô này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Gặp một lần rồi sau đó là có đi tiếp không? Ngọc kể đi. Dạ, dạ có. Gặp với xong đợt đó con cũng làm trong cái công việc của con á, là có ca làm ngày, có ca làm đêm á. Thì nói chung ngày nào mà làm trễ thì con cũng qua con đi chơi. Tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng được, cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. À. Kiểu vậy. Tại thì... không biết đi xe đúng không? Dạ. Thì lúc đó dâm đi, không dâm đi. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không ai chở đi chơi nè, rồi thấy cũng an toàn các bạn rồi, nên con đi theo con chở đi chơi gì đó. Mà con thì nhỏ, con chạy xe con chở ảnh ngoài sao á, rất là khó luôn, sợ lắm. Nhưng mà cũng quen chở suốt luôn, bây giờ thì chạy được rồi. Dạ. Nhưng mà để hỏi hồi lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, thì có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này chọn trước không? Trời ơi, sốc, cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Làm sao kể đi. Dạ, thì cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nó không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp để chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường, thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi xe taxi đi xuống. Trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Trời ơi, con sốc, con đứng hình luôn, con không biết làm gì, con cũng không dám gọi, con không dám làm gì hết, mà con đứng con theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau con thấy đưa ra lại đi về. Thôi nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô, mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi á. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi giống về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu để nói chuyện thôi rồi chào thôi, chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có gì là không được, con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết đó. Nói chuyện rồi. Gì mà có 5 phút? Con cũng nói vậy mà anh cũng nói xin lỗi năn nỉ đó. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Ủa nhưng mà bây giờ phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nhưng mà sao mà nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Mà dắt lên phòng dưới lobby á, mà mắc gì phải dắt lên phòng chi cho bị bạn vợ bạn ghen tuông gì? Dạ, tại con tưởng dắt như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu. Chắc sai bằng động từ tu quơ. Dạ, nói phải để ý lắm mới nghe được. Như vậy là nói chung là coi như là thôi tạm tin ảnh đi. Dạ. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Chị nói thiệt em nói chuyện đúng không? Làm biến ghen. Cãi không được, cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là thì đó thì chứ vậy thôi. Vậy thôi. Đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Rồi biết nói gì giờ. Mỗi mà cái chuyện đó là cách đây 10 năm rồi đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy là từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ, con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái á, thì lúc đó mình lại nghĩ ảnh có cảm tình với mình rồi, anh cũng muốn mở đèn xin nhan cho mình biết rồi đó. Nên trong vòng 2 tuần ngắn ngủ đó thôi á. Dạ, rồi xong rồi Hải về. Hải về Pháp. Dạ. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Năm sau. Một năm mấy đó. Wow, như vậy là 1 năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Dạ. Đó, rồi có ghen hờn gì không? Hay có những cái câu chuyện về tình yêu mà yêu xa như vậy không? Dạ. Có chuyện gì thú vị không? Dạ, đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Con cũng không nghĩ. Thì lúc đó thời gian đó thì xa nhau mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác, thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia, thì con thấy con cũng sợ kiểu vậy á. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể 1 năm sau hơn để về á, là lo làm giấy nộp giấy rồi kết hôn chung một lần luôn cho kết hợp luôn á. Là tụi con làm nhanh gọn lẹ vậy luôn trong 1 năm luôn. Dạ, 1 năm mấy sau là về nộp giấy là đang là đâu mấy tháng là có đám cưới luôn à. Vậy á hả? Dạ. Ủa nhưng mà Hải về Hải nói với cha mẹ thì cha mẹ có nói gì không? À, lúc đó Hải mới có 24 tuổi thôi mà. Dạ. Đúng không? Cái thời gian đám cưới là bao nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi. 1 năm sau thì 25. 25. 34 là ngay như năm sau là 25. Ừ. 25. Dạ. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là con về con phải nói với cha mẹ là con có quen một cô bạn. Dạ. Ở Việt Nam. Dạ. Con muốn lấy cô đó làm vợ đúng không? Dạ.
thì lúc đó thì mới chỉ có 24 thôi. Thì lúc cái con về rồi con nói vậy thì cha mẹ con phản ứng sao? Thì ba mẹ cũng muốn cấp cho con thôi, đồng ý thôi. Muốn cấp vô luôn. Mừng luôn. Mừng. Rồi bây giờ còn gia đình của Ngọc thì sao nè? Đó, cái quan trọng là gia đình của Ngọc. Bây giờ là quen thứ nhất là muốn lập gia đình sớm quá. Ừ, cái thứ hai nữa lại là rể lại là người nhanh quá mà lại yêu xa như đúng vậy. Yêu xa như vậy chắc chắn bên gia đình của em là phải gặp nhiều trở ngại đúng không? Dạ thì cũng may mắn một cái là cái thời gian mà ảnh về Việt Nam lần đầu á thì lúc đó mẹ con lại vô trong Sài Gòn để đi lấy vải để về bán về quê bán á, thì lúc đó con cũng có kiểu như có đi chơi thì con có bữa đó con có hiểu rủ mẹ con ra này rồi em với con ra nữa ăn ở trong KFC có ảnh nữa thì... đã gặp bạn này rồi, mẹ cũng gặp sơ thôi mà lúc đó là nghĩ là bạn thôi. Dạ nhưng mà lúc đó biết. Là cái mối tình cái nghĩa là mới à dạ. Mới công việc mà sau đó là thật thẳng vấn đề là phải lấy chồng ở xa rồi. Thì ở nhà có lo lắng. Dạ. Lúc mà ảnh về Pháp rồi đó, xác định mà làm giấy, chuẩn bị làm giấy thì con mới nói với chuyện với mẹ con, thì con trình bày như vậy đó, thì mẹ con nói sao bây giờ chuyển qua bên Pháp luôn rồi, sao xa như vậy, nhà có một đứa con gái thôi. Thì con mới nói là con thấy con có cảm tình với ảnh rồi, con muốn sống chung gia đình sau này lâu dài á. Thì mẹ con cũng nói thôi giờ thích làm sao thì vậy, mẹ con cũng dễ lắm. Dạ. Mà gia đình Hải thì đông đông người không? Dạ có 4 anh em trai. À 4 anh em trai, như vậy bây giờ hai đứa đang ở đây rồi đúng không? Dạ. Vậy cũng được ha. Như vậy là Hải có xin với cha mẹ là cho về Việt Nam ở không? Dạ cũng có. Anh thích Việt Nam lắm. Dạ. Ừ, là cha mẹ đồng ý đúng không? Dạ. Như vậy có nghĩa là giấy tờ của con là bây giờ con là bên người của Pháp đúng không? Dạ thời gian đó con kết hôn xong á là tháng 5 kết hôn là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ồ đi nhanh dữ vậy. Dạ hả? Con đi con làm giấy tờ con nộp rẹt là tự nhiên ra công hàm là đi luôn à. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? À, cái này con có thể kể tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng con gửi về con bán như vậy đó, thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé rồi để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi, nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con không thích ở đây, cái môi trường ở đây, và có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con thích đồ ăn ở đây nữa, nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Hải chịu luôn. Bị ép hả? Thích lắm rồi lại. Con thích món gì đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Các loại bún đúng không? Dạ, bún nước mắm. Bún mắm luôn. Mắm luôn. Thích mắm nêm rồi lắm con. Bún riêu. Hay quá. À. Ủa như vậy là tụi con là đã có em bé chưa? Dạ con có một bé trai được hơn 3 tuổi. Bây giờ vậy nè, Bin chắc là mình phải chào khán giả. Hỏi tiếp đi chứ. Khán giả đang ngáo quá. Biết sao không? Mọi người biết sao? Tại vì á là sau cái phần này rồi á là mình sẽ đến một cái phần rất là gọi là rốt rẻ và rất là hấp dẫn của chương trình. Đó là cái phần mà kể thật xấu. Thì cho nên là nếu như khán giả mình tiếp tục coi ở cái bản full á thì mình hãy lên đâu? Lên trên đài truyền hình HTV7. Đúng kênh rồi. Vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7. Còn nếu như mình không kịp giờ đó thì mình sẽ xem ở đâu? Coi trên YouTube. Đúng rồi, YouTube chỉ cần, MCV đúng đó, không? Chỉ cần lên trên YouTube search thôi. Đúng vợ rồi. chồng son. Vợ Việt chồng Pháp. Đó. Đúng rồi, không cần việc, không cần biết số luôn, sao nhớ được. Bây đúng giờ rồi. Là tôi với chị Vân là dẫn cho nên là chắc hàng vạn gần mười thập kỷ rồi đó, gần một thập kỷ rồi. Chỉ cần vợ chồng son, vợ Việt chồng Pháp. Chính xác. Và cái thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho buổi trưa hôm nay để xem livestream chương trình Vợ Chồng Son, để thăm phim trường Vợ Chồng Son chúng tôi và được trực tiếp xem tôi và chị Vân ngồi trò chuyện với cặp vợ chồng này. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ và nhớ xem tập full của cặp vợ chồng này nhé quý vị nhé. Rồi, giờ mình tiếp đi. Rồi bây giờ tiếp tục. Là bây giờ là tụi con là có hiện tại đang có một bé. Dạ, một bé trai. Bé trai bé. Bé trai ạ. À. Bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn 3 tuổi. Là vậy là về Việt Nam mới sinh. Dạ, về Việt Nam mới sinh. Là hai đứa bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ con ở bên quận 9 đó con. Chính mua nhà bên đó rồi. Dạ con mua chung cư ở bên đó. À mua chung cư rồi. Ok, thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Nhất đúng không? Chờ đợi cái gì bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chuẩn bị. Anh đó là chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó, nhưng mà con kể những cái tật này nè. Ảnh là hay kiểu như là hay đánh rắm hay thả bom á, kiểu như là bất chấp luôn. Con kìa. Dạ.
nó hay hay chọc nha. Con á, cảm ơn như vậy đó. Trời. Nhưng mà cái tật xấu đó là tạm thời coi như là tật xấu đáng yêu đi. Tại vì như vậy là cái nhuận trường tốt lắm á. Ba tuổi tốt nha. Nhưng mà thả là thả chỗ đông người hay là chỗ kín đáo? Không, trong nhà thôi. Ra ngoài thì nếp nếp chỗ nào nhưng đó. Nhưng mà là thả khắp nơi trong nhà đúng không? Bất chấp luôn đúng không? Dạ. Thôi. Rồi, có thể gọi là tật xấu mà tật xấu đáng yêu. Đó. Tôi gạt đi tật xấu dễ sợ á. Còn cái tật xấu mà xấu quắc á. Dạ có. Ảnh nó là hả? Kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á mà thích cái đó rồi là mặc hoài luôn cô. Mặc á mà cũng có giặt nhưng mà hả mặc suốt à, kiểu như nó có rách nó có giãn á cũng mặc luôn. Xong rồi á hả ảnh mà đi chơi ở đâu á như con hả thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào, xong rồi tới chừng con nhìn xuống con thấy con mang giày rồi mặc đầm rồi con nhìn qua ảnh con thấy hết hồn luôn, con nói ủa sao kỳ vậy, đi chơi mà sao không có khớp gì hết trơn vậy. Nghĩa là quá giản dị. Dạ giản dị lắm, thậm chí là con nghĩ là bất chấp luôn. Dạ. Con là bị sai lầm luôn, con nghĩ là Việt kiều chắc cũng kiểu như là chạy chuốc lắm ha. Dạ bóng bẩy lên á. Thì con thấy là có hai dạng người á, có một người là bóng bẩy, một người là người ta đơn giản, người ta kiểu thoải mái nhất có thể á. Đúng rồi, thì con là chồng con là thoải mái nhất có thể. Rồi con gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm, con thì còn trong nhà con là người sắp xếp công chuyện là nhiều, còn ảnh thì vô tư thôi. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con ấy, mà chỉ có hét lên thôi, hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải, mỗi lần mà con nóng tính nó con hét lên như thế nào? Trời ơi, tiếng Pháp. Nói nào rồi. Chửi tiếng Pháp đúng không? Chửi bằng tiếng Pháp. Là cái âm lượng là cỡ đó hả? Dạ to lắm, to lắm. Đâu thử nha. Putain, merde. Rồi lên nào. Con hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu, vừa tức thêm. Không phải lúc mà anh vô cái thế, tức là anh không nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Quên mất từ tiếng Việt đúng không? Ủa, nhưng mà ông nói gì mỗi lần mà ông thể hiện như vậy con nhìn thấy con thấy mắc cười không? Dạ. Hay là con cảm thấy bị tổn thương? Con không bao giờ tổn thương, con thấy mắc cười. Đúng, cô cũng thấy mắc cười đó. Có hiểu gì đâu? Thấy chửi mà cô thấy mắc cười. Như vậy là từ hồi nãy giờ là toàn những cái tật xấu đáng yêu. Đáng yêu không à? Bây giờ con còn một cái gì nữa không? Ví dụ ảnh có lãng mạn không? Người Pháp là quốc, nghe là người dân Pháp. Là một quốc gia là một quốc gia mà cực kỳ lãng mạn. Romantic. Nhưng mà anh này là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Ảnh thì thường ảnh không bao giờ ảnh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó thì con cảm giác con thấy ảnh phải chờ con vô xem, ảnh mở sẵn ảnh chờ con vô xem chung á thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Cái đó là lãng mạn. Trời ơi, hú hụ nhé. Ủa không phải, bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà. Thích mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó. Đó. Dạ. Hoa cỏ mùa xuân, nhảy nhót, cùng uống champagne, cùng nói những lời, cùng ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn. Cái đó là một kiểu lãng mạn đó con. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Không, cái đó là thực sự mà. Đó. Mà cái thói quen đó mà giữ được cho tới lúc mà mình răng long đầu bạc á là rất tốt luôn. Tưởng tượng hai ông bà cụ á, mà cụ bà mà chưa vô ăn là cụ ông không ăn nha. Phải đợi cụ bà vô ăn thì mới ăn. Em là vậy đó chị. Em sau này càng lớn càng ít nói. Nhưng mà có những cái giống như cơm mà dọn rồi đó. Vợ anh chưa ăn là nó mà. Đúng rồi. Thật sự mà nói luôn. Đó là lãng mạn đó. Thay vì anh cảm thấy nó không có ngon. Đúng. Bố mẹ chị còn vậy. Trời đất ơi, ông bà năm nay là 80 mấy rồi mà cứ ông ngồi mà bà chưa xuống là ông không ăn. Bà ngồi mà ông chưa xuống ăn là không ăn. Mà cho dù là bới tô nha, có những lúc mà không có ăn mâm được phải ăn vội á. Hai vợ chồng bới hai tô cơm anh cũng đợi vợ anh cùng ăn. Anh ăn. Thế là vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Thì con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Là phải suy nghĩ sâu sắc một chút xíu ha. Rồi bây giờ tới Đình Hải đó. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Hãy chửi con ngoài. Chửi con ngoài. Chửi con ngoài hả?
con bị tự kỷ luôn không? Tự kỷ buồn quá, tự kỷ luôn, bị chửi hoài. Mỗi lần cô ấy chửi con là con thấy vui hay là con cảm thấy bị tủi thân? Mệt, mệt chửi hoài. Con có buồn không? Con có buồn không? Có buồn thường tại chửi hoài, không quen rồi. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biếng. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biếng nha. Tật làm biếng nha. Rồi những cái tật mà làm biếng con là những cái gì? Dạ thì con á, thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà chu chu nhiều khi con mệt mệt á, cái ship tới gọi đây điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh là ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á, thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con bỏ con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ rồi đúng không? Không đi ngủ đúng rồi. Rồi cái tật mà hay chửi con là thật xấu rồi đó, cô chấp nhận cái đó là thật xấu rồi đó. Rồi, con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Người ta nấu ăn làm sao, chăm con làm sao, có lãng mạn không, có ghen không, có lãng mạn không, có chăm sóc con nhiều không? Không có, làm đoan ngon, chăm sóc con tốt, không có gì, không có gì khác nữa. Có ghen không, có ghen con không? Cũng có. Ghen sao đâu, kể chuyện ghen coi. Okay, có coi lén Facebook không? Hay có coi những cái gì cá nhân của hồi mình trước không? Có, hồi trước có, mà giờ tin rồi, giờ tin rồi. À bây giờ tin con rồi đúng không? Tại vì con đâu có cái gì đâu mà để mà bắt gặp đúng không? Còn tật xấu gì không nè? Chỉ có làm biếng thôi đúng không? Ủa làm biếng là bên này chứ. Không, quên lộn lộn. Chỉ có cằn nhằn hay nóng chửi, chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn con. Cái gì? Ngồi toilet. Ngồi toilet. Ừ, cũng chửi tại vì lâu đúng không? Ngồi toilet. Thì đi nhiều lần á, nhưng sao đi toilet mà vậy? Đi toilet không, lâu không? Dạ. Bao lâu không? Dạ. Mắc ỉ thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả, kệ, dễ thương mà. Dễ thương mà, thấy nó rất là bình thường. Dễ thương mà. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mà bộ một ngày đi mấy lần ạ? Một hàng con đi mấy lần? Chắc cũng phải ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần ba lâu? Sáng dậy đi ỉ. Ăn sáng xong đi, ăn sáng xong đi ỉ. Buổi trưa dậy xong đi ỉ nữa. Là cũng chửi, bị chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong rồi, ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền to lên, ghiền to lên. Dạ, may mà nhà có hai cái. Ủa, nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ, thì ảnh cũng chăm nhiều. Dạ, từ ngày mà có em bé, con công việc con là chính á, thì ảnh phụ, nên ảnh phụ chăm bé, rồi biết tắm con này, rồi thay tã cho con này, chăm sóc con, đón con cũng giỏi lắm. Đó cũng là lãng mạn đó nha. Đó, phụ giờ. Ô, nghe này, rồi mấy lúc mà con live stream, con bán hàng, con giới thiệu sản phẩm thì ai quay? Dạ, ảnh cũng quay, nhiều khi con để cái chân mấy ảnh nó tự quay nữa. Ôi, dịu quá, được rồi, hai vợ chồng không sao cho nhau. Con, nhiều. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Một đoạn nào đó cũng được. Có thuộc bài nào không? Thuộc bài hát nào hát câu tặng, được. Dạ. Hát tặng khán giả một bài đi. Bài gì ta? Tung vô la nê su. Đúng rồi. Đúng rồi đó, cái đúng rồi kìa. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. cái nghĩa của bài của con là gì? Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không. Đi hỏi người ta có phải thầy con. Vậy đó hả? Yeah. Thực ra chồng con mắc cười lắm nha, bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Đúng không? Hồi nãy bước lên là chú đúng tưởng không? Là người Hàn Quốc. Nhầm cái mà nuốt. Đó đó con cởi cái này ra. Tokyo. Hồi nãy ông mặc cái đồ này, tôi tưởng ông là người Nhật. Hả? Xong bước lên tôi nhìn cái mặt thì tôi tưởng là người Hàn Quốc. Xong cuối cùng giới thiệu là người Pháp. Đó. Ở ngoài toàn nói Hàn Quốc thôi. Rồi, thôi bây giờ nói chung là hai bạn quá đẹp đôi với nhau rồi. Và câu chuyện về vợ chồng cũng rất là hạnh phúc với chính nhau. Chính xác, cũng chồng có gì. Chồng hỗ trợ cho vợ rất là nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó, bởi vì cái thuộc tính của người Pháp đó là lãng mạn.
và trong cái đời sống hàng ngày bằng cái sự chăm sóc, bằng cái sự chia sẻ, anh ấy cũng đã thể hiện được cái sự lãng mạn ở với em rồi. Đó, thì mong rằng là hai vợ chồng sẽ tiếp tục yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau và tiếp tục tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Thực ra con biết không, thực ra con biết không, Ngọc biết không, cái cách lãng mạn của chồng con là đúng phù hợp với cái loại người thứ hai mà con nói đó. Có nghĩa là có một loại người thì họ rất là trau chuốt, tức là giống như là họ trau chuốt bản thân, họ bóng bẩy này kia nọ, thì họ sẽ lãng mạn theo kiểu như là con tưởng tượng. Tức là hoa nè, rồi nến, đèn cầy, rồi những cái lời mà đẹp đẽ, đúng không? Là hay đẹp. Lời, nhưng mà chồng con lại vào đúng cái loại người thứ hai là thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Nghe chưa? Đó là nghe chưa? Thôi bây giờ nè, chú yêu cầu bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Và ngược lại, con cũng vậy. Dầu gì cũng là 10 năm, mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau. Thôi thì bây giờ nhân cái cơ hội này nói với nhau những gì yêu thương đi. Đúng, hãy rồi. Thể hiện đi, có thể đứng lên. Đứng đúng lên. Rồi, yêu thương nhất có thể là con Hải. Anh muốn nói rồi. Anh sẽ yêu mệt anh mãi mãi nha. Ôm nhau cái đi. Rồi. Rồi em okay. sẽ yêu mãi mãi. Mãi mãi. Là mãi mãi thiệt đó nghe. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai con. Hai chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Cảm ơn hai đứa nha.